Thì đến hàng lại lên các bạn ơi. Bữa nay anh Tư không dám ẩu nữa nha bạn. Ở cỡ này trời nắng nóng quá, làm ẩu ẩu là tiêu tiêu vàng bông của mình nha. Thì trời mát rồi, trời mát là phun là hợp lý nha. Thì trước khi phun cũng như Tư nói thường, các bạn dòm cái cây của mình rồi đánh giá cái cây của mình rồi mình pha thuốc nha các bạn. Cây của Tư hiện tại đang thiếu thuốc nè, tại vì nói chung là 5 ngày 6 ngày xịt lần mà bữa nay là 10 ngày rồi. Các bạn thôi, bánh dầu bóng lá, bánh dầu không tốt không lấy tiền, cam kết ha. Rồi thành phần công dụng: mau đâm đọt kéo chèo. Công dụng: mau đâm đọt kéo chèo, bông bự to nụ, phát triển toàn diện thân cành lá bông, kích bộ rễ phát triển mạnh, hạn chế vàng đọt, giúp cây tâm được chồi cực mạnh, lá xanh mướt bóng, xanh mướt bóng ha. Rồi cây mập, thân cành đọt, xum cây, bông bự, hoa, lá, cây, bông, hoa đầy đủ hết nha các bạn, không có thiếu thứ gì hết trơn á. Tuyệt vời nha, bánh dầu này tuyệt vời. Một gói 100g pha 16 lít nước. Rồi rồi tới béo mập. Rồi béo mập đây. Rồi sâu, dưỡng dưỡng dưỡng, bổ thuốc dưỡng trước nè. À, siêu bông chèo ha, không thể thiếu nha. Kéo chèo xanh đọt, mập đọt, lớn lá. Rồi ok, gói này pha được cũng 25 lít luôn, 25 lít, 16 tới 25 lít tùy theo cây của mình. Rồi sâu, bộ dưỡng sâu mà ở sâu ở xong rồi tới sâu. Sâu này sâu đủ loại hết. Lúa thì đục bẹ bọ xích, rồi cải xanh là sâu tơ, vải là sâu đục gân lá, rồi nho là da láng, dưa hấu, bọ chỉ, lạc, sâu khoang, cam, xoài, rầy bông, dạnh đỏ, bọ xích, mũi, bọ cánh tơ. Đủ loại hết trơn ha, tổng hợp. Ở này là tổng hợp. Rồi à, quên, anh Tư có cái thuốc mới, thuốc mới mà quên lấy rồi. Rồi mango dép, mango dép này thì không biết xài cho ban mai như thế nào nha, thì bữa nay thí nghiệm sẵn, sẵn thí nghiệm luôn hết anh cha con rồi, lấy cái này xài đỡ luôn. Thử coi trên ban mai coi nó có bị cháy đá gì không nha, thử thử luôn, thử thuốc luôn. Rồi pha thôi các bạn ơi. Đây bệnh sâu, dưỡng, dưỡng ba loại. Rồi bình 16 tới bình 16 tới 20 lít, 25 lít, bình của anh Tư là bình 20 lít. 20 lít quất vô. Cái thằng này dưới thằng này, nếu mà chúng ta pha đậm quá là cây nó bị xỉu nha bạn, phê thuốc nó xỉu, xỉu rồi chúng ta, nó xỉu rồi chúng ta dẹp tưới nước nó lại thôi, chứ không có vấn đề gì nha. Còn cây nhỏ thì nó dễ bị xỉu lắm, còn cây này thì không xỉu đâu, nhưng mà mình pha phần nửa này, phần nửa này, phần nửa này thôi ha. Dưới gói này phần nửa bông chèo, phần nửa béo mập, phần nửa một bịch bánh dầu, rồi gói này với lại mango xếp này chia làm hai, hai bịch. Rồi cứ thế mà phun thôi. Sao có anh em thì làm sớm, có anh em thì làm nó nở trễ. Lý do nha, gieo cùng một ngày anh Tư nè, thấy không? Ba loại cây, ba loại, ba cỡ cây, ba size cây gieo cùng một ngày nhưng mà khác ngày ra chậu nha các bạn. Và vạn thọ thì phụ thuộc vào cái giống nữa, cái ngày gieo và cái giống. Thì chúng ta gieo đúng là chúng ta gieo theo trong bao bì, trong bao bì nhà sản xuất họ ghi, thì chúng ta đếm ngược lại chúng ta gieo cái ngày muốn thu hoạch. Nhưng mà nó, các bạn thấy khác nhau rõ ràng ha. Cây này đang rất là nè, chèo nè, chèo rất là hoàn thiện và đầy đủ rồi ha. Cây này là từ khi gieo hạt cho đến khi ra chậu, cây con ra chậu là 12 ngày tuổi nha. 12 ngày tuổi ra chậu, sang chậu là nó được bay lớn vậy. Rồi cây này trễ 3 ngày. Trễ 3 ngày là 15 ngày. 15 ngày các bạn thấy không? Nè. 15 ngày nè, chèo trên này nó mới vú nè, và chèo dưới thì nè, ha. Thấy khác nhau rõ không? Rồi, tiếp theo nữa, ra thêm 3 ngày nữa, trễ 3 ngày nữa là 18 ngày. Nè, 18 ngày nè. Giờ bây giờ mới có đủ cơ, đủ chè, đủ cái cặp lá để mình cơi cơi ngọn thôi, mới vừa cơi ngọn thôi. Đây là cái sự, đây là các bạn thấy rõ ràng ha, các bạn thấy rõ ràng cùng một ngày gieo nhưng mà khác ngày ra chậu. Cái này là 12 ngày ra chậu, cái này 15 ngày ra chậu, cái này là 18 ngày ra chậu. Thì đó là lý do tại sao có nhiều anh em mà trồng nó nở sớm rồi nhiều anh em nở trễ, là phụ thuộc vào cái ngày ra chậu nha các bạn. Cùng một quy trình chăm sóc hết,
nhưng mà chúng ta ra sớm thì nó sẽ cây phát triển sớm hơn nè. Sớm hơn thì tất nhiên nó phải nở sớm hơn rồi các bạn. Rồi, còn trễ nè, đây cũng là cái cách để chúng ta điều tiết cây nha. Thì trung bình là 14 ngày ra là đẹp nhất nha các bạn. 14 ngày là ra đẹp nhất. 12 đến 14 ngày là ra cây con là đẹp nhất nè, bạn thấy không? Nè, rõ ràng khác nhau có 3 ngày nè. Nhưng mà cây này với lại cây này khác nhau là 6 ngày. 6 ngày là các bạn thấy khác rõ ràng. Một cử phân, một cử thuốc là các bạn thấy nè, cái nhỏ ha. Khác biệt nhau 6 ngày. Đây, vạn thọ là cái cây cực kỳ ngắn ngày nha các bạn. Nó tính bằng ngày luôn. Tính bằng ngày chứ không tính bằng tuần đâu. Tính bằng ngày đó. Nó lớn lên mỗi ngày á. Rồi các bạn cứ thấy và các bạn rút kinh nghiệm ha. Nếu mà các bạn mới nha. Còn các bạn nào mà đã ok rồi thì đã trồng nhiều năm rồi thì không. Thì cái này xem cho vui rồi để lại bình luận lấy kinh nghiệm thôi nha bạn. Nè, mấy cái lá này nè. Mấy lá này chúng ta ngắt để cho nó thông thoáng tàn. Chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta ngắt để cho thông thoáng tàn. Rồi các bạn nào có cần phân thuốc hay tư vấn kỹ thuật hay hạt giống thì cứ liên hệ với anh Tư nha. Anh Tư là cung cấp từ A tới Z luôn. Nè, bạn thấy bộ tàn tán nè. Nè, đâu có lỗi, không lỗi chèo nào nha bạn. Không lỗi luôn. Thì đơn giản thôi. Thì chút xíu nữa anh Tư sẽ phun thuốc nè. À, đáng lẽ là 5 ngày đến 7 ngày. Thì phun thuốc một lần của anh Tư bỏ tới 10 ngày rồi. Cái này đang thiếu phân và thiếu thuốc luôn nha bạn. Thiếu phân và thiếu thuốc luôn. Nè, cái lá nè, bạn thấy không? Yếu phân và yếu thuốc luôn.